đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một khóa học 69 tuyệt chiêu chốt sale trực tiếp giới thiệu khóa học. Bạn đã bao giờ tự hỏi bí quyết của những người thành công trong lĩnh vực của mình là gì? Hay những đồng nghiệp của bạn làm sale lại có doanh thu cao ngất ngưỡng? Những người tưởng chừng không có nền tảng vững chắc về vốn hay mối quan hệ cùng lúc ban đầu lại xây dựng được một hệ thống bán hàng tuyệt vời khiến mọi người ngưỡng mộ. Và nếu bạn cho rằng chốt sale là bước cuối cùng không liên quan đến những hành động trước và sau đó, thì đó chắc chắn là nguyên nhân khiến cho bạn chưa thành công. 69 tuyệt chiêu chốt sale chính là khóa học dành cho bạn. 70 bài học sẽ giúp cho bạn tìm được những chìa khóa bản năng để chốt sale thành công trong mọi cuộc giao dịch. Điều đầu tiên mà giảng viên Hán Quang Dự sẽ chia sẻ với bạn không phải là những bí quyết nhỏ lẻ để chốt đơn, mà là cách đưa cho bạn doanh nghiệp và sản phẩm của bạn có thể đến với khách hàng một cách tự nhiên mà đầy dụng ý. Với thị trường cạnh tranh như hiện tại, để khách hàng nhớ đến và thiện cảm cũng là thành công lớn. Bạn sẽ bất ngờ với cách anh làm chủ bối cảnh trong mọi cuộc gặp gỡ với khách hàng và xây dựng mối quan hệ vững chắc khiến khách hàng không chỉ đến với bạn một lần mà còn hàng trăm lần cùng với những khách hàng mới. Lợi ích của khóa học tuyệt chiêu khiến khách hàng biết đến bạn một cách tự nhiên, gây dựng lòng tin và sự thiện cảm bằng 13 phương thức: làm bối cảnh, xoay chuyển ý định của khách hàng làm theo ý của bạn; tấn công, tử huyệt, giúp khách hàng nhanh chóng ra quyết định; tạo lập lý do khiến khách hàng không thể từ chối; đối tượng đào tạo, chủ doanh nghiệp, quản lý, nhân viên sale marketing, người kinh doanh trong mọi lĩnh vực, tất cả những ai đam mê kiếm tiền và mong muốn mở rộng mối quan hệ. Và sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video do giảng viên Hán Quang Dự chia sẻ đến các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký theo đường link ở phía dưới video mà mình chia sẻ, các bạn sẽ được giảm giá 40%. Tôi là Hán Quang Dự, hiện tại tôi là cố vấn đào tạo cho 20 doanh nghiệp ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, đồng thời tôi cũng là một chuyên huấn luyện cho đội ngũ kinh doanh của các doanh nghiệp. Tôi là giám đốc đào tạo của công ty cổ phần GCC Việt Nam và hiện tại cũng là một trong những giảng viên trên hệ thống đào tạo unica.vn. Và đây là video tôi làm dành riêng cho những anh chị đang quan tâm về vấn đề phát triển doanh số. Nhưng để xem anh chị có thực sự là phù hợp với bộ video này hay không thì hãy trả lời giúp tôi 4 câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, anh chị có thường xuyên để gặp khách hàng trực tiếp hay không? Câu hỏi thứ hai là anh chị đã biết cách để tiếp xúc khách hàng và giúp cho khách hàng yêu thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên hay chưa? Và câu hỏi thứ ba là câu hỏi anh chị có thực sự khiến cho khách hàng mình tin tưởng ngay trong cuộc gặp trực tiếp? Và câu hỏi cuối cùng, hãy trả lời giúp tôi xem tỷ lệ chốt sale hiện tại của anh chị khiến anh chị thỏa mãn hay chưa? Nếu như anh chị thực sự đã trả lời xong 4 câu hỏi này và thực sự muốn tăng doanh số từ việc gặp khách hàng trực tiếp thì đây chính là video dành riêng cho các anh chị. Nếu như bạn muốn học tất cả những kiến thức này của tôi ở ngoài thực tế thì chắc chắn bạn phải dành khoảng 2 ngày để tham dự với mức chi phí khoảng tầm 4 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên bây giờ với sự trợ giúp của Unica thì bạn không cần phải mất 4 đến 5 triệu đồng nữa. Bạn chỉ cần đeo tai nghe, kết nối máy tính có internet thì bạn sẽ học được khóa học này. Bởi vì khóa học này mang tên là 69 tuyệt chiêu chốt sale trực tiếp. Bạn sẽ học được rất là nhiều kỹ thuật, từ những kỹ thuật giúp khách hàng biết đến mình ngay cả khi chưa gặp trực tiếp. Tiếp theo là một loạt các kỹ thuật khiến cho khách hàng thích bạn. Và tiếp theo đó là hàng loạt các tuyệt chiêu khác giúp cho khách hàng tin tưởng bạn. Trong đó, tôi có 13 tuyệt chiêu khiến cho khách hàng thực sự là rơi vào cái bối cảnh của bạn. Nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ có rất là nhiều tuyệt chiêu khiến bạn chốt sale trực tiếp ngay trong cuộc gặp trực tiếp đó. Và bây giờ, bên cạnh là gì nữa, hãy bắt đầu đăng ký khóa học ngay để chúng ta có thể học những video đầu tiên. Hẹn gặp lại bạn. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích đối với các bạn thì các bạn hãy đăng ký theo đường link ở phía dưới, các bạn sẽ được ưu đãi của chương trình. Và hãy đăng ký kênh của mình và hãy subscribe và chia sẻ kênh của mình. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.